có cách nào học toán mà không thấy đau đầu không các em? Hãy tìm đến với những bạn nhỏ đáng yêu này nhé. Những con số, công thức và cả những phép tính khó sẽ được giải đáp rất dễ dàng. Các em sẽ thấy yêu thích những con số hơn đấy, đặc biệt là khi chúng được lý giải hết sức thú vị và gần gũi. Còn chần chờ gì nữa, chúng ta hãy cùng đón xem bộ phim Biệt đội Toán học trong chuyên mục phim bộ thuộc dịch vụ thiếu nhi của MyTV.